Rồi bây giờ chúng ta vào bài 2 là liên hệ đường kính và dây cung. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu dây cung là gì. Rất là đơn giản, dây cung là đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ trên đường tròn. Dây cung là đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ trên đường tròn. Vậy ở hình B chúng ta có AB là dây cung của đường tròn tâm O. Đó. AB là một dây cung. Rồi bây giờ chúng ta quan sát một dây cung đặc biệt nữa. Dây cung AC. AC là dây cung liên quan tâm. Và ở bài trước chúng ta đã biết được AC là đường kính rồi. Từ đó đường kính là dây cung đi qua tâm. Và nếu mà so sánh AB với AC, chúng ta sẽ dễ dàng giải thích được AC luôn luôn lớn hơn AB. Vậy chúng ta rút ra nhận xét đầu tiên, đường kính là dây cung lớn nhất. Giải thích dễ lắm nha tụi con. Tụi con chỉ cần nối thêm BC vào thì lúc này theo cái định lý số 2 chúng ta mới học, chúng ta chứng minh được tam giác ABC là tam giác vuông tọa B. Thì lúc này AC là cạnh huyền, thì cạnh huyền luôn luôn là cạnh lớn nhất trong tam giác vuông, được chưa? Vậy mình đã giải thích là đường kính là dây cung lớn nhất. Còn bây giờ ở đây chúng ta xem coi đường kính và dây cung còn những mối liên hệ nào nữa hay không. Thì chúng ta sang hai cái định lý tiếp theo là hai định lý liên quan tới đường kính dây cung. Chúng ta sang phần 2 là mã định lý số 3. Ta quan sát hình vẽ. Bây giờ thầy cho đường tròn tâm O. Với dây cung AB. Tròn tâm O nè. Rồi thầy chấm hai điểm A và B. Là dây cung AB. Bước tiếp theo là từ tâm O, thầy kẻ một đường thẳng vuông góc với AB tại điểm M. Rồi giới thiệu ra AB là dây cung nè, còn OM gọi là gì? OM gọi là một phần đường kính. Tại vì nếu như mà chúng ta kéo dài OM ra ha, OM ra nè, để cho nó cách đường tròn là hai điểm, thì cái đoạn thẳng mà chúng ta mới kéo dài đó chính là đường kính. Còn OM nó nằm nhỏ xíu lại thì OM được gọi là một phần đường kính. Được chưa? Rồi. Từ giả thiết là OM vuông góc với AB tại M, chúng ta sẽ dễ dàng chứng tỏ được M là trung điểm của AB.
Chứng minh rất dễ. Bằng cách là chúng ta chỉ cần nối OB và OA lại. Thì lúc này tam giác AOB của chúng ta là tam giác cân tại O, có OM là đường keo, thì đồng thời OM sẽ là đường trung tuyến. Vì thế chúng ta kết luận được M là trung điểm của AB. Vậy từ đó hình thành cho chúng ta định lý số 3 như sau. Trong một đường tròn, đường kính hoặc một phần đường kính mà vuông góc với dây cung thì sẽ đi qua trung điểm của dây cung đó. Chúng ta có nội dung định lý số 3. Trong một đường tròn, đường kính hoặc một phần đường kính vuông góc với dây cung thì đi qua trung điểm của dây cung đó. Ở nhìn hình là chúng ta có là giả thiết là đường tròn tâm O có OM vuông góc với dây AB. Rồi về sau là không cần, mà nói chung là chúng ta đã nhận diện được dây cung rồi thì chúng ta ghi hẳn luôn là OM vuông góc AB tại M. Còn không, chúng ta ghi thêm OM vuông góc với dây AB. Thì lúc này chúng ta sẽ suy ra được M là trung điểm của AB. Rồi chúng ta mở ngoặc, chúng ta sẽ giải thích là liên hệ đường kính và dây cung. Đó là nội dung của định lý số 3. Còn nội dung của định lý số 4 thì ngược lại. Giờ chúng ta cứ đặt ra những câu hỏi cứ ngược lại xem sao, thì chúng ta sẽ bật ra là có thể một cái định lý mới. Ví dụ như là định lý số 3 là chúng ta thấy ha. Đầu tiên là chúng ta có vuông góc, rồi chúng ta kết luận trung điểm. Thì bây giờ mình thử đặt ngược lại coi. Từ trung điểm có suy ra ngược lại vuông góc hay không? Rồi chúng ta sang nội dung định lý số 4. Ba La Mã. Định lý số 4. Rồi thầy cũng vẽ hình trước luôn. Đầu tiên là vẽ cái đường tròn tâm O. Rồi cũng vẽ dây AB. Nhưng lúc này thầy lại ký hiệu M là trung điểm của AB. Chúng ta có nội dung định lý số 4 như sau. Trong một đường tròn, đường kính hoặc một phần đường kính đi qua trung điểm của dây không qua tâm của dây không qua tâm thì vuông góc với dây cung đó
À, trong nội dung định lý này thì chúng ta tự nhiên thấy thêm một cái lạ, đó là gì? Dây không qua tâm. Ở đây rõ ràng là thầy vẽ trường hợp mà dây cung AB nè, nó đâu có đi qua tâm O đâu. Thì khi mà M là trung điểm của dây cung AB, chúng ta sẽ có được OM là một phần đường kính nè, nó sẽ vuông góc với lại dây cung AB. Khi mà chúng ta trình bày nó sẽ có như sau. Đường tròn tâm O có nè. M là trung điểm của dây AB. Rồi điểm O, đó tâm O là không thuộc vào dây AB. Thì lúc này chúng ta sẽ kết luận được OM sẽ vuông góc với lại AB tại M. Chúng ta mở ngoặc, chúng ta giải thích là đường kính và dây cung luôn. Chúng ta lưu ý định lý số 4 là bắt buộc là dây này là phải dây không qua tâm nhé. Tại vì nếu mà dây AB mà đi qua tâm thì lúc này chưa chắc là OM vuông góc với lại AB. À, chúng ta vẽ cái hình ảnh là hai cái dây cung á, dây AB mà đi qua tâm thì lúc này AB trở thành đường kính đúng không? Thì chúng ta cứ vẽ hai cái đường kính cách nhau nè, thì chúng ta sẽ thấy là đường kính này đi qua trung điểm của đường kính kia, nhưng mà hai đường kính là chưa chắc vuông góc, được chưa? Thành thử ra trong nội dung định lý này nè, bắt buộc phải có là cái dây cung phải là dây cung không qua tâm. Thì lúc này định lý số 4 mới áp dụng được. Được chưa? Rồi. Trong chương 2 đường tròn, 4 định lý này cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải nắm thật chắc ha. Và phải hiểu được là mục đích ý nghĩa của các định lý để về sau chúng ta sâu chuỗi lại chúng ta liên kết để chúng ta làm bài. Ví dụ, định lý số 1 là định lý ý nghĩa của nó là chứng minh các điểm cùng thuộc đường tròn. Định lý số 2 và định lý số 3 là các định lý số 2 và định lý số 4 đó, là hai định lý để chúng ta chứng minh sự vuông góc, được chưa? Dùng để sự vuông góc. Còn định lý số 3 là để chúng ta chứng minh chứng minh trung điểm của đoạn thẳng, từ đó liên kết tới các kiến thức liên quan tới trung điểm như là đường trung bình của tam giác, được chưa? Và đường trung bình của tam giác chúng ta hiểu rồi, nó cực kỳ quan trọng ha. Rồi. À, bài học ngày hôm nay là tới đây là tốt ha. Chúng ta nhớ là học thật kỹ và xem bài nha tụi con. Rồi thầy chào tụi con.